Thưa quý vị, vào sáng hôm nay, sáng Chủ nhật, hàng trăm bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã được cắt tóc, gội đầu và dùng bữa ăn thân mật. Hoạt động thiện nguyện này nằm trong khuôn khổ chương trình Ngày Chủ nhật chia sẻ yêu thương do bệnh viện phối hợp với Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên TP.HCM tổ chức. Ngày hội thiện nguyện này đã nhận được sự đồng hành của nhiều ca sĩ nổi tiếng và hàng chục thợ cắt tóc gội đầu của nhà văn hóa phụ nữ TP.HCM. Đầu thì cô rất là lo, là không biết là mình có đủ can đảm để mình thấy những cái cảnh đau thương không. Thật nhưng mà vô đây khi bắt tay vào việc rồi thì tất cả những cái mình cảm thấy là mình rất là vui cho bản thân của mình. Nhiều bệnh nhân di chuyển khó khăn đã được các tình nguyện viên hỗ trợ bằng xe lăn. Bệnh nhân bị bệnh nặng không thể đi lại, tình nguyện viên trực tiếp lên tận khoa để cắt tóc, gội đầu và chăm sóc tận tình. Bệnh hoạn mà không đi hết được cũng lực quá à, xem cái có cắt tóc gì thì tôi cũng mừng. Em di chuyển rất là khó khăn, nằm một chỗ nó rất là nóng, trong người mình nó bức rứt lắm, được cắt tóc gọn gàng hơn thì mình thoải mái. Hoạt động ý nghĩa này phần nào giúp bệnh nhân dời đi nỗi đau bệnh tật và hơn cả đó là tấm lòng sẻ chia của những người giàu lòng nhân ái dành cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.